nắng chắc chúa luôn. Đây. Tết rồi, mấy bữa nay đi đâu không? Không, anh không đi đâu. Anh thấy Cưng đi có đi ra ngoài biển tắm biển mà. Mới đi Vũng Tàu. Được, có mua gì về hải sản gì nhậu không? Ừ. Ngoài đó bán hải sản nhiều lắm. Mua có mấy con mà còn bị ăn gian nữa kìa, đang bực bội nữa kìa. Là sao? Là về cân lại sẽ bị thiếu quá. Đó, ăn gian cái đó chứ. Thì đâu? Thường thường mình đi ra ngoài biển, mình đi du lịch đó, mình tắm biển đó. Thường mình mua hải sản á, tôm về mà ký mà còn có bảy lần mấy không, tao gọi mắc nhiêu đó. Đa số là cây cân ngoài đó không bao giờ đủ. Giờ không lẽ giờ mình đem cái cân thì mình cân. Đây. Thì sao được? Có những cái cách đó để mình rồi, khi mình mua nhiều được mà tại mua ít nữa. Mình đi mà mua đồ hải sản ở ngoài biển á, Cưng biết đem cái gì theo mà cái người bán không dám cân thiếu Cưng không? Cứ đem tiền thì mua thôi chứ đem gì. Không có tiền sao mua? Cái chai nước. Cái chai nước suối mình nó thường mình đi biển mình đi dạo sơ đồ không? Mình cầm thêm một chai suối. Nước suối chai nào cũng được. Đúng rồi, đi lúc nào cũng đem nước suối theo. Đem theo mình đúng. Khác nước uống. Đúng. Chứ đâu uống nước biển được. Rồi, Cưng đem một chai nước suối đâu. Cưng vô mình Cưng mua cái đồ hải sản như mà cua, ghẹ, gì mực gì đó. Rồi sao? Cưng kêu nó cân. Thì rửa nó, lấy nước suối rửa làm gì? Rửa. Có anh rửa Cưng á. Chứ sao? Nói chơi hết và cái gì nhảy gì đó. Đâu cái chai nước suối. Ví dụ chai nước suối đây. Chai đó hết rồi. Có chai đây nè. Chai nào cũng được. Nè, đây. Thường thường mình đi mua. Lại bán hàng mua, Cưng cầm đi. Đó, Cưng muốn bán hàng bắt đầu nó mới vừa hút xúc vô nó cân đúng không? Cưng kêu bán hàng cân cái chai này trước cho Cưng. Trời ơi, nãy giờ mới hút. Cân cái chai này trước. Là cân cái chai này có bao nhiêu? Đúng, coi có đủ cái số khối lượng này không? Cái chai này hình như là mình biết trọng lượng đó nè. 500ml là đúng, nửa ký. Là nửa ký. Để 500. Đó, mình không cần làm gì hết, kêu thảy lên cân cho tôi là bao nhiêu không bây giờ. Người ta không cân là biết rồi. Là người không cân, người ta không cân chai này đúng không? Người ta có thể người ta trả lời cho Cưng một câu, chị sẽ cân dư cho Cưng. Tuy rằng nó cân dư vậy chứ mà thực sự mới đủ cái một ký của Cưng thôi chứ ngoài ra không. Ý như là chứ ngoài ra người ta không dám cân cho mình. Ý là cân dư đang lạng hay là lạng cho 100g chứ không? 200g. Đủ ký mình. Chứ người ta không có bỏ chai. Từ thường đây nha, Cưng mua một ký không? Có thể người ta cân cho Cưng một ký mốt ký hai là người ta bù lại cho Cưng chứ. Người ta đâu có bỏ chứ người ta không dám lại đấy này. Nếu mà để cái này á, nhiều người thấy là người ta không mua. Với hai nữa, cái người bán người ta trả lời cho Cưng một câu, thôi để cho người ta làm ăn, là người ta biết Cưng biết cái cách để chống cái gian lận á. Đúng rồi, chai này nửa ký thì bỏ lên đúng. Đó, thì 500ml là nửa ký, Cưng đưa là không bao giờ người ta nói không dám cân như Cưng đâu. Đúng. Nếu mà người ta sẽ nói, người ta biết chuyến nào người nào mà đang quan thì người ta cân. Cái này á, cái cách đó để cho mà những mà mấy người mà đi biển á, người ta hay sử dụng cái cách này, người ta chỉ chia xe cho mình biết đó. Mình thì nước suối mình cầm theo đâu có tiện, đâu có bận gì, bận gì, bận gì. Ví dụ Cưng đang đi dạo, Cưng cầm thêm một chai nè, bỏ trong sách không bị bao lâu gì. Cho dù Cưng cầm một chai không, Cưng tới chỗ đó Cưng múc miếng nước Cưng đổ đầy chai này, Cưng kêu cân lại thôi là bảo đảm cái người sẽ bán sẽ trả lời Cưng một câu rất là nhẹ nhàng, thôi để tôi cho tôi làm ăn. Cân dư là được chứ mẹ, mình mua người ta cân dư mà. Rồi xong cái người ta trái nói để tôi cân dư cho anh một chút xíu, như một ký mình kia nó cân sẽ mình một một ký mốt ký hai với bộ là để tôi thêm cho anh luôn đó. Chung là người buôn bán đàng hoàng thì người ta cân đó là chính xác. Nếu mà cái cân của người ta đủ, người ta sẽ thảy lên cho cân liền cho Cưng làm ăn chân đó. Chính không có gian lận á. Khi mình đi ra chợ biển nhớ áp dụng theo những cái cách này về mình không bị mất tiền quan. Không cái bao giờ chữ không bao giờ chữ, người ta sẽ biết Cưng là một cách, Cưng biết cách để mà cân thiếu cân đủ nên người ta không dám nói cân gì hết. Đó là một cái cách để của mấy ông cụ mà không cân dùm cho tôi một cái chai đơn giản thôi, vậy là không bao giờ cân không bị thiếu đâu, Cưng lo đó. Cái cách này mà đơn giản lâu lâu mới đi làm mà lỡ mua nè, ví dụ đi một ký ghẹ ở ngoài biển bán nhiêu, cái 100.000 đúng không, ví dụ đi 100-200.000 đi, 300.000-400.000 đó là ghẹ, đó ghẹ sống. Còn ghẹ mà nó chết đó mà là một ký chai khoảng 150-200 gì đó là Cưng mất 2 lạng mất bao nhiêu tiền rồi. Đó, là tính ra là Cưng mua một ký thôi nha, nếu mà Cưng mua số lượng nhiều Cưng sẽ bị mất nhiều, chừng mất 200g thôi. 200g là mấy chục rồi, mấy chục mà trong khi đó Cưng mua mấy ký thì nó ra bây giờ biết bao nhiêu tiền rồi. Đơn giản thôi, cứ cầm một chai nước theo là Cưng bảo đảm Cưng mua không bao giờ bị lầm. Đây là cái cách để cho cô chú bác anh chị mình khi mình đi ra biển tắm biển hay đi gì đó chơi gì đó, mình mua những đồ hải sản
là mình căng mà sợ cái người bán mà gian lận, có thể mình áp dụng thêm một cái cách này thực tế 100% luôn. Hôm nay để chỉ cho mấy đứa bạn ai mà có đi, có ai đi hãy áp dụng theo cách này, bảo đảm luôn không bao giờ bị thiếu. Thì đây là cái cách đơn giản nhất nha cô chú bác anh chị. Thì xem kênh Cảnh Ất có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.